Thì tất cả các bạn, nay mình sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm, đó là máy vắt ly tâm. Máy vắt thì máy vắt này bên mình gia công 100%, thì với bên mình có lắp là với chất liệu là la răng của ô tô. Thì các bạn nên lấy một loại la răng này thì nó rất là bền và chắc chắn đấy. Và thứ hai đó là cái vỏ mình làm, vỏ là bằng inox nha các bạn. Đấy, inox 100% này, thì nó rất dày, tốt, bền. Bên trong là bộ vắt. Đấy. Thì mình với đây mình lắp với công suất, đây mình lắp với công suất là, các bạn đợi tí nhá, 800W. Đây các bạn đây này, bạn thấy chưa, 800W. Đấy, với tốc độ là 2900. Thì sau đây mình sẽ được chạy thử cho các bạn xem nhá, rất là khỏe nha các bạn. Đây, sau khi các bạn vắt thì đây là bên da đây, đấy, nó da này tất cả gốc hết. Các bạn mua hàng thì liên hệ qua số điện thoại 0934468222, website xưởng máy Thanh Hoa .com đây các bạn này. Địa chỉ là 95 Phan Thừa Bay, thành phố Thanh Hóa này. Số điện thoại cố định của hàng này. Để số điện thoại bàn này 0373892933, thì các bạn thay đầu số là 0, các bạn thêm số 2 nhá, 02373852933. Thì mình đây là có tất cả các loại điện thoại, rất nhiều là máy nhá. Đấy. Các bạn mua hàng xin liên hệ qua số điện thoại 0934148222. Mình có Zalo nha các bạn. Ra bên mình đây, mình sẽ đặt các công này, một số mẫu máy này nhá. Đấy, có là giá bên mình giá hàng Hàn Quốc nha các bạn. Sửa bên mình đây, mình đang giao công cái máy lại mình đây này. Đấy, các bạn thấy chưa? Sửa trực tiếp của các bạn yên tâm. Bên mình có nhiều gọi là máy khác như là máy nghiền nghệ này. Đấy, máy nghiền nghệ này. Đấy, loại lớn á, máy nghiền lọc tách bạc tinh bột nghệ đấy, loại lớn á. Loại này thì nếu mà các bạn lấy loại này thì không cần phải lấy máy vắt kia cửa. Máy vắt kia lồng, máy lọc lông gà này. Đấy, lông gà này, máy xay giò này, máy xay thịt, máy chế biến thực phẩm này, tất cả các loại máy nhá, máy hút chân không, máy làm kem này, nồi nấu phở này, máy nồi bột này, máy cán bột này, máy ép mía này. Đấy. Rồi, quay lại nha các bạn. Các bạn mua hàng đấy thì các bạn cứ gọi cho alo cho mình nhá. Thế mình giao hàng toàn quốc nhá. Rồi. Cảm ơn các bạn. Đấy. Cảm ơn các bạn nhiều.